Thích Trúc Thái Minh tung đòn hóa giải chiêu tần suất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào năm 2019, Chùa Ba Vàng đã tổ chức cúng thỉnh vong giải oan ra trái chủ để lôi kéo những người u mê khắp cả nước. Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng ngôi chùa hoành tráng, niềm tin tôn giáo và tượng Phật để giở trò lừa đảo người dân. Hành động này đã từng bị công luận và cộng đồng mạng lên án rất mạnh mẽ. Sau vụ cúng oan gia trái chủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo cách các chức vụ của sư Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, ông sư này vẫn làm trụ trì chùa Ba Vàng và vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tín ngưỡng khác để lừa gạt người nhẹ dạ bằng nhiều hình thức khác nhau. Hai bài báo cách nhau một năm đăng cùng một bức ảnh. Thích Trúc Thái Minh chẳng khác nào quái vật nhiều đầu, cắt bỏ đầu này lại mọc đầu khác. Vụ oan gia trái chủ không khiến ông sư này tu hành tử tế hơn, mà ngược lại, ông ta lại nghĩ ra nhiều chiêu khác để tiếp tục lừa dối lòng tin của người dân. Vụ xá lợi tóc Phật đã làm dậy sóng dư luận vào hồi cuối năm 2023. Vì áp lực quá lớn từ dư luận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phạt sám hối và dạ sẽ tần suất nếu sư Thái Minh còn tái phạm. Tần suất đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi tăng đoàn, không còn là thành viên của giáo hội. Đây là hình phạt rất nặng. Tuy nhiên, giáo hội cũng chỉ dọa dẫm thôi, chứ không thực hiện. Có thể nói các hình phạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Thái Minh không đáng tin lắm, mà vụ cúng oan gia trái chủ là một minh chứng. Để móc được nhiều tiền từ túi con nhang đệ tử thì phải dụ được thật nhiều người đến chùa. Đấy là yêu cầu sống còn đối với loại chùa quốc danh, kinh doanh, mê tín, dị đoan trên nền tảng một xã hội bị u mê hóa bởi chính sách cai trị của đảng. Có rất nhiều chùa quốc doanh, sư sãi ở đây đều dụ dân chúng đến chùa nhưng không nào có nhiều cách như sư Thích Trúc Thái Minh. Vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, tờ báo Số Ha viết hàng vạn người đổ về chùa Ba Vàng vào ngày mùng 8 Tết. Tuy nhiên, bài báo này để lấy hình ảnh đăng vào năm ngoái. Tấm hình này đã được các tờ báo như South Star đăng vào ngày 29 tháng 1 năm 2023 trong bài viết chùa Ba Vàng đông nghịt người trong ngày mùng 8 Tết. Tờ báo Tuổi Trẻ cũng đăng lại tấm hình cũ năm ngoái, y hệt như tấm hình trên báo Số Ha. Tuy nhiên, sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, báo Tuổi Trẻ đã cho rút tấm hình này xuống. Nếu nói lần cúng oan gia trái chủ vào năm 2019 và lần xá lợi tóc Phật vào cuối năm 2023 là những lần đích thân Thích Trúc Thái Minh thực hiện, thì lần này sư Thái Minh lại mượn tay tuyên giáo để quảng bá cho chùa. Như vậy, sư Thái Minh đã có cách hóa giải lời đe dọa tần suất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu tái phạm. Thích Trúc Thái Minh bày trò xá lợi tóc Phật. Một doanh nghiệp mà sai khiến được tuyên giáo bảo vệ mình thì có khả năng doanh nghiệp đấy có cổ phần của quan chức hoặc thậm chí có cổ phần của đảng. Tương tự, một ngôi chùa mà dùng tuyên giáo để sai khiến báo chí bảo vệ mình thì đấy là ngôi chùa có cổ phần của quan chức, thậm chí cổ phần của những kẻ rất lớn đứng phía sau. Những kẻ nắm giữ cổ phần nắp sau lưng những ông sư hành nghề mê tín dị đoan sẽ là những kẻ che chở cho các ông sư an tâm hành nghề, không sợ hãi gì cả. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra án phạt với ông Thích Trúc Thái Minh có vẻ chỉ để đối phó, chứ không phải là thực sự trừng phạt. Nếu giáo hội vốn là cánh dây nối dài của đảng thực sự trừng phạt thì nay ông Thích Trúc Thái Minh đã không còn là trụ trì chùa Ba Vàng. Phật giáo vốn là một tôn giáo không bảo thủ, không mê tín, đặc biệt là hướng thiện cho con người bằng Phật pháp thực tế và hữu ích. Ấy vậy mà qua bàn tay nhào nặn của đảng, tôn giáo này đã biến tướng hoàn toàn, trở thành nơi khai thác chính sách ngu dân hóa của đảng mạnh nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thích Trúc Thái Minh tung đòn hóa giải chiêu tần suất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá gợi hình ảnh phàm ăn của Tô Đại. Mới đây trên trang Facebook, Chu Hồng Quý đăng một clip ngắn, trong đó hai nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá đã nhại lại hành động rắc muối của thánh rắc muối Dịt Bết nổi tiếng. Còn nhớ, cũng chính vì hành động nhại hình ảnh rắc muối của Dịt Bết mà nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, tức Peter Lâm Bùi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 và bị kết án tới 5 năm 6 tháng tù giam. Nhại lại hành động rắc muối nổi tiếng của Dịt Bết cũng là một trend, là một trào lưu một thời của các Facebooker hoặc các TikToker trên khắp nơi. Tuy nhiên ở Việt Nam thì khác, khi một ai đó nhại lại hành động rắc muối của Dịt Bết thì người dân lại liên tưởng đến bữa tiệc xa hoa mà ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã ăn tại London vào năm 2019 và bị lộ hình ảnh vào năm 2021. Nghệ sĩ Cường Cá rắc hành. Lương của vị bộ trưởng này chưa tới 600 bảng Anh, nhưng ông ta lại dám ăn một bữa ăn xa hoa có giá từ 2 đến 3 lần tháng lương của ông. Khi hành động há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng bị đưa lên mạng, dân chúng bất bình bàn tán. Tuy nhiên ít ai dám chỉ trích công khai trên mạng xã hội Facebook chính danh. Thường người ta chỉ nói trong lúc trà dư tiểu hậu, bởi lời nói gió bay không để lại bằng chứng gì. Chỉ có Peter Lâm Bùi thể hiện thái độ thẳng thắn bằng cách nhại lại hành động rắc muối của Dịt Bết ngay trên Facebook chính chủ của mình, và anh được mệnh danh là Thánh Rắc Hành. Bùi Tuấn Lâm, chủ của Facebook Peter Lâm Bùi, là một Facebook phản biện xã hội và là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Từ lâu, công an đã đưa anh ta vào danh sách đen, tù nhân dự bị. Tuy nhiên, vì Tô Lâm không chịu đựng được bị người ta chửi xéo mình bằng hành động rắc hành, nên đã cho công an Đà Nẵng bắt Bùi Tuấn Lâm với bằng chứng là 19 bài viết đăng công khai trên Facebook cá nhân của anh. Tô Lâm trả thù thành công đối với Bùi Tuấn Lâm với bản án 5 năm 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu chống nhà nước, chứ không thể kết án về tội rắc hành, vì không có luật nào quy định rắc hành là tội cả. Nghệ sĩ hài Thái Sơn cũng rắc hành. Ăn thịt bò rát vàng là một vết nhơ không thể gột rửa của ông Tô Lâm. Nếu ông Tô lơ đi mặc kệ thánh rắc hành Peter Lâm Bùi, thì có thể người dân đã không mặc định rằng hành động rắc hành là gợi lại hình ảnh đớp bò rát vàng của ông bộ trưởng tại London. Có thể nói cách hành xử rất tư thủ của ông bộ trưởng đã khắc lên vết nhơ của ông vào tâm trí của người dân cả nước. Có thể hai nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá chỉ nhại lại hình ảnh được gọi là trend ấy để gây tiếng cười, chứ không có ý định vuốt râu hổm dữ Tô Lâm. Và có thể họ cũng chẳng biết scandal này của ông Tô Lâm, tuy nhiên việc nhại lại Dịt Bết bằng hành động rắc hành lại chạm vào nọc của Tô Lâm, chắc chắn sẽ khiến ông Tô không vui. Hình ảnh ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng có rất nhiều ý nghĩa khác nhau mà mạng xã hội đã đưa ra phân tích và bàn tán. Có người cho rằng đó là hình ảnh của một kẻ phạm ăn, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu không phạm ăn thì sao ông Tô Lâm lại tham gia bữa tiệc xa hoa trị giá tới 1.500 bảng Anh này? Nếu không phạm ăn thì Tô Lâm lấy đâu ra tiền để nuôi con gái du học Anh Quốc với giá được cho rằng tới hàng trăm ngàn bảng mỗi năm? Chưa có một quốc gia nào được dung túng cho quan tham như ở Việt Nam. Nếu ở một nước dân chủ, việc bộ trưởng dùng bữa ăn hơn 2 tháng lương trong chuyến công tác, tức là khi ông ta tới thăm cả mộ các Marx và bị đưa lên mạng như thế, thì chắc chắn sẽ bị điều tra, quan chức đó sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không sao cả, khi người ấy thuộc phe đốt lò. Việc Tô Lâm kéo quân đến nhà các quan tham để bắt người cũng chẳng đẹp đẽ gì, bởi đó chỉ là kẻ phạm ăn này bắt kẻ phạm ăn khác mà thôi. Những hình ảnh này chỉ bộc lộ sự bẩn thỉu của chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá gợi hình ảnh phàm ăn của Tô Đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de